Rồi mẹ tắt mất tiêu rồi. Bật ra đi con, bật ra phụ bốn đi. Đây trời mưa. Có tiêu về nó ông mẹ không? Dạ có. Nó mới ra mới tâm cho nó một kho. Nó lặt rau nữa rồi nè. Hay đó, hay chưa? Cái hai lặt rau giỏi tơi. Lặt rau đi xin hả? Nó sáng dậy phải ăn xong tắm rửa rồi nó mới tỉnh táo được, nó mới vui được. Giờ no giờ mát hả con? Rồi ơi giỏi quá. Trời ơi giỏi quá. Giỏi quá ha. Lặt đi con. Nó lớn quá ha con ha. Dạ đi con.